là một trong những gái xinh được lưu ý nhất nhì cõi Instagram, hiển nhiên Bâu sẽ được nhiều anh chàng yêu thích. Thế nhưng cô nàng cũng đã khiến bao người phải tiếc hụi hụi khi không ngần tin công khai hẹn hò với một tomboy có tên Kim Phụng. Hơn nữa, họ đã hạnh phúc bên nhau 3 năm có lẽ rồi. Tuy nhiên thế hệ đây, dân tình lại được phân xôn xao về mối quan hệ của cặp đôi khi Kim Phụng liên tục có nhiều hành động khó hiểu. Có khi nào Thuyền Phụng đâu đang gặp sóng gió gì không? Thăng thở chuyện đi ăn một mình. Đi ăn một mình vốn chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng liệu có người nào đang có đôi có cặp mà lại giết, thèm gì cũng đi ăn một mình coi có buồn không? Có một trường hợp là yêu xa nhưng Bâu và Kim Phụng đâu có yêu xa. Vậy thì Bâu ở đâu? Nguyên cớ nào làm cho cô nàng tomboy phải buồn rầu như vậy? Xóa hết ảnh chụp bình thường trên Instagram. Còn nhớ cách đây không lâu, Kim Phụng đã đăng tải bức ảnh mình và Bâu khóa môi cực ngọt khiến trái tim bao chàng trai tan nát. Thế nhưng bây giờ lướt Instagram của Phụng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bỗng chẳng còn thấy một bức ảnh chụp bình thường nào xuất hiện ngoài Defix. Có chăng chỉ còn duy nhất một tấm được đăng trong chùm ảnh hôm sinh nhật Kim Phụng. Muốn xóa nốt ảnh này thì chỉ còn cách xóa luôn tất cả thôi Phụng à. Gọi Bảo Hưng về nhà đi con, là chồng. Mới đây, Kim Phụng cũng gây khám phá khi khoe lên Instagram story đoạn trao với Bảo Hưng. Trong đoạn tin nhắn, Kim Phụng mách Bảo Hưng rằng mình bị ăn hiếp và ngược lại, Bảo Hưng cũng tỏ ra khá sốt sắng, lo lắng. Người yêu của Bâu còn để cắt sân rất tự hào là chồng mình thật đáng yêu, chỉ là không yêu mình thôi. Ủa? Rồi sao không mách Bâu mà lại mách Hưng vậy? Ám chỉ người thân nhất là người nguy hiểm nhất. Cùng với những động thái khó hiểu trên Instagram, Kim Phụng cũng đăng một ta tớt đầy ẩn ý lên Facebook, sao mình lại gặp loại người như vậy? Không chắc Kim Phụng đang muốn nói đến ai, đến việc gì, nhưng chắc chắn Kim Phụng đang gặp trục trặc gì đó rồi. Nhưng xin nhớ rằng tất cả chỉ là nghi ngờ mà thôi, bởi cả hai vẫn đang follow nhau trên Instagram nhé. Thế nên chuyện tình của Bâu và Kim Phụng có thực sự gặp sóng gió gì không thì đành chờ chính chủ công bố vậy.